không có nhúng cùng với nước sốt khi mà nấu, mà sushi sẽ nướng lên và sau đó đuối nước sốt ra nước các bạn. Hôm nay nên sushi sẽ chú tâm vào món mực nha, ngon quá, hẹ ngọt gâu quá. Nhìn cũng rất là đẹp mắt nè. Thì sushi xin mời các bạn hãy cùng ăn sushi và mực nhồi hẹ cùng với sốt Hàn Quốc với sushi nha. Tại vì bây giờ trời hơi lạnh rồi đó các bạn, cho nên là sushi của Nhật rất là ngon. Sushi thích nhất là món mực nhồi hẹ, mà món này rất là mới cho nên hôm nay sushi xin phép giới thiệu đến các bạn nha. Bây giờ sushi sẽ chan nước sốt lên, nước sốt còn nóng. Mực này sushi không có nhúng cùng với nước sốt khi mà nấu, mà sushi sẽ nướng riêng và sau đó đuối nước sốt lên đó các bạn. Đây là đầu mực. Bây giờ sushi sẽ chan một ít nước tương và soju lên sashimi, lên sushi nha các bạn. Sushi sẽ không chấm mà sushi sẽ ăn như thế. Đây là rượu mơ của Nhật, và loại này ngon nhất trong những loại mà sushi đã từng uống đó các bạn, và có cả hạt mơ trong này nữa. Siêu ngon luôn. Bây giờ sushi hồi hộp món này quá, sushi sẽ ăn món này trước nha. Sự kết hợp thật là tuyệt vời đó các bạn, bởi vì hẹ rất là ngọt, mực cũng ngọt nữa, ăn cùng với sốt cay cay. Ngon quá. Bây giờ sushi sẽ ăn qua sashimi, sushi sẽ ăn qua sushi nha. Thơm béo cực kỳ luôn. Thơm quá. Hồi nãy sushi quên, sushi định là ăn sushi trước và sau đó ăn mực sau, tại vì này là có sốt nó mặn đó các bạn. Nhưng mà sau khi ăn cái này, ăn qua sushi thì vẫn ngon, bởi vì sushi đồng mùa rất là béo.
To các bạn. Là béo nha. Cua hôm nay xin để cho đẹp thôi. Cua mới đầu mùa các bạn, chưa có khoảng mùa cua cho nên là sushi sẽ làm trong video tiếp theo nha. Rượu mơ ngon quá. Nhiều sushi sẽ ăn sang miếng cá hồi. Nó còn ngon béo luôn nha. Cá rồng mùa ngon quá. Hơi sẽ ăn mực các bạn ơi. Món mực là món mới. Hôm nay nên sushi sẽ chú tâm vào món mực nha. Ngon quá. Hẹ ngọt rau luôn á. Nhìn cũng rất là đẹp mắt nè. Là sushi tắt thử con cua này nhìn xem nó có chắc không này. Cua đầu mùa chưa có trứng các bạn. Sushi để cho đẹp thôi. Sushi ăn mực nha. Mực ngon. Có hẹ nên nó khác liền à. Rượu mơ này á cũng rất là nặng nha các bạn, mới uống một tí nhưng mà sushi đã thấy hơi hơi chóng mặt rồi. 100% dùng trái mơ, rượu này khoảng 10 độ. Ngon quá. Sushi mong các bạn hãy cùng vào bếp nhồi hẹ và mực làm cho mọi người trong gia đình ăn nhé. Video của sushi đến đây là hết rồi, xin chào các bạn nha.